Bản tin tổng hợp sáng ngày 8 tháng 11 Tin Thế Giới Quan chức kêu gọi Greta Thunberg đến Trung Quốc để phản đối tình trạng khí hậu xấu đi. 20 tiêm kích Trung Quốc áp sát Đài Loan trong 2 ngày. Tin tại Việt Nam, đoàn làm phim tự ý bù chát lên giếng cổ thuộc làng cổ Đường Lâm chỉ để làm phim hài Tết gây bức xúc dư luận. Đà Nẵng xảy ra xô sát ở nhà tổ trưởng liên quan đến tiền trợ cấp Covid-19. Bà Võ Xuân Loan, người đại diện của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng cho biết, nếu chúng tôi thật sự là người có tội, chúng tôi không ngại nhìn nhận vì đơn giản là chúng tôi sống với đức tin của mình và không thể nói dối. Nhưng nếu chúng tôi không có tội mà vẫn bị áp đặt tội thì tôi thật sự ái ngại. Kính chào quý vị, Nguyễn Tươi rất vui được gặp quý vị trong bản tin tổng hợp sáng ngày 8 tháng 11 trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức thời sự quốc tế. Quan chức kêu gọi Greta Thunberg đến Trung Quốc để phản đối tình trạng khí hậu xấu đi. Thưa quý vị, theo The Sun, nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg đã bị thúc giục đi từ Glasgow, Scotland đến Trung Quốc để phản đối tình trạng khí hậu đang xấu đi. Đó là nơi mà một thành phố thải khí CO2 vào khí quyển nhiều gấp 6 lần thủ đô của nước Anh. Ông Andy Myers, giám đốc điều hành của The Institute of Economics Affairs, đã gợi ý rằng Greta Thunberg nên tới thành phố Đường Sơn của Trung Quốc để chống biến đổi khí hậu. Đó là nơi mà một số nhà máy thép đã thải ra hơn 220 triệu tấn carbon vào khí quyển. Greta có lý khi chỉ ra rằng hội nghị phần lớn là dự án đầy rẫy những suy nghĩ viền vông và đạo đức giả. Ông Mayer nói, tuy nhiên ông cho rằng Glasgow không phải là địa điểm thích hợp nhất để chống biến đổi khí hậu. Greta nên dành những lời chế nhạo của mình cho những kẻ gây hại thực sự, chẳng hạn như Trung Quốc, nơi tiếp tục tạo ra nhiều khí thải than hơn so với phần còn lại của thế giới. Ông Mayer giải thích. Trước đó, Greta Thunberg đã dẫn đầu một cuộc biểu tình ở Glasgow, Scotland. Truyền thông lưu ý rằng, những người biểu tình đã mang theo các biểu ngữ với khẩu hiệu bảo vệ môi trường để gửi đến những người tham gia hội nghị và kêu gọi hành động. Cuộc gặp có sự tham gia của các đại biểu đến từ 200 quốc gia trên thế giới. Chuyển sang phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. 20 tiêm kích Trung Quốc áp sát Đài Loan trong 2 ngày. Kính thưa quý vị, hai nhóm tiêm kích Trung Quốc đã áp sát Đài Loan trong 2 ngày, khiến Đài Bắc triển khai lực lượng ứng phó. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 6 tháng 11 đã thông báo 16 tiêm kích Trung Quốc gồm 10 chiếc J16 và 10 chiếc J10 tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ nằm ở phía tây nam của hòn đảo, gần với quần đảo Đông Sa. Nhóm tiêm kích này sau đó đã quay trở lại đại lục. Tới chiều ngày 7 tháng 11, bộ này cho biết 4 tiêm kích j 16 của không quân Trung Quốc lại bay qua khu vực nằm giữa hòn đảo và quần đảo Đông Sa, sau đó thì trở về căn cứ. Giống như những lần trước, không quân Đài Loan đã điều tiêm kích, phát cảnh báo qua sóng vô tuyến và triển khai tên lửa phòng không để theo dõi nhóm tiêm kích của Trung Quốc trong cả hai đợt áp sát này. Các đợt áp sát Đài Loan của tiêm kích Trung Quốc Diễn ra sau khi phái đoàn của nghị viện châu Âu kết thúc chuyến thăm Đài Loan 3 ngày, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Tuy nhiên Đài Loan không nghĩ vậy, tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan đã là quốc gia độc lập và cảnh báo Bắc Kinh sẽ trả giá đắt nếu xâm lược. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang phần tin trong nước. Đoàn làm phim tự ý bô chát lên giếng cổ thuộc làng cổ Đường Lâm chỉ để làm phim hài Tết. Kính thưa quý vị, giếng cổ kế bên đình Mông Phủ thuộc làng cổ Đường Lâm Hà Nội đã bị đoàn làm phim thuộc công ty cổ phần Nghe nhìn Thăng Long dùng vôi ve, bút vẽ để tô chát làm mới, tạo nên bối cảnh cho phim hài Tết, chuyện làng bồm khiến dư luận bức xúc. Báo chí nhà nước hôm ngày 7 tháng 11 dẫn thông tin từ ông Nguyễn Đăng Thảo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm xác nhận có việc đoàn làm phim hài Tết đã tự ý bôi chát, tô vẽ lên giếng cổ thuộc đình làng Mông Phủ. Báo tuổi trẻ mô tả Người dân mông phụ giật thót khi thấy giếng cổ của thôn bỗng đổi màu, thành vô hồn bởi những nét tô vẽ thô vụng, biến bờ giếng gạch thành giả đá tổ ong mới tinh. Ở đây người dân muốn đổ một xe cát cũng khó khăn, phải trình bày, xin phép. Vậy mà họ từ đâu tới, ngang nhiên tự tiện làm biến dạng di tích quốc gia. Tờ báo dẫn lời một người dân bức xúc nói. Không những vậy, Đoàn phim còn gây lo lắng cho người dân khi cả đoàn mấy chục người hầu như không đeo khẩu trang khi quay phim ở địa phương này. Được biết, đoàn làm phim thuộc công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long về làng đều quay phim Hải Tết, chuyện làng bồm. Đây là đoàn phim đã nhiều năm quay phim hài Tết ở làng cổ Đường Lâm nên như mọi năm, đoàn làm phim chỉ xin phép mồm với chủ tịch xã. Báo Dân Chí dẫn lời nhà báo Đỗ Doãn Hoàng cũng là người dân ở làng cổ Đường Lâm cho biết. Mỗi giếng cổ ở làng là một không gian văn hóa quan trọng. Đây là tài sản vô giá, thiêng liêng mà người đường lâm đã cẩn thận gìn giữ, bảo tồn qua rất nhiều thế hệ. Các di tích cổ chúng ta đều phải tôn trọng, kể cả có rắt vàng lên giếng cũng vẫn là sai. Bây giờ chúng ta có cọ rửa, khôi phục thì cũng không thể hoàn trả lại được sự rêu phong mong manh, tinh tế như xưa. Đây không phải là lần đầu tiên các đoàn phim tự ý tác động, làm mới, thay đổi lên không gian, di tích làng cổ. Cứ mỗi dịp Tết đến, hàng đoàn ô tô đi lại chật kín trong làng dù không được phép. Các thành viên ăn nói, ngủ nghỉ, hò hét, gây ẩm ý trong không gian làng cổ. Đặc biệt, không ít những căn nhà thờ đã bị họ sử dụng làm bối cảnh đóng các bộ phim hài tục tiễu và phản cảm. Nhà thờ của gia đình tôi cũng đã từng bị đoàn làm phim hài Tết sử dụng làm nơi diễn các cảnh rất phản cảm. Diễn viên nữ ăn mặc hờ ngực, thầy giáo đóng cảnh ngủ với mẹ của học trò, lời thoại phản cảm không để đâu cho hết. Thậm chí cách đây vài năm, một đoàn làm phim còn cho đào cả sân đình làng cổ quê tôi để trồng một cây gạo. Đóng phim xong họ lại bôi chất lại, đây đều là những di tích cổ phải bảo tồn, tôn trọng, không thể tự ý muốn làm gì thì làm như vậy được. Ông nói, còn chị VA, một người dân địa phương và cũng là người làm du lịch cho biết trên báo tuổi trẻ. Những đoàn làm phim hầu như không mang lại lợi ích gì cho người dân địa phương, chỉ xả rác khủng khiếp. Chủ tịch xã Đường Lâm, ông Phan Văn Hòa cho biết, giới hữu trách đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu đoàn làm phim phải tạm dừng hoạt động đóng tại giếng Đình Mông Phủ, không được tiếp tục quay phim ở đây và phải nhanh chóng trả lại hiện trường ban đầu cho giếng Đình trong ngày 8 tháng 11. Theo các nhà sử học, Đình Mông Phủ được xây dựng vào thời kỳ hậu Lê, thế kỷ 14, dưới thời vua Lê Thần Tông. Đình là nơi thờ tản viên Sơn Thánh, vị đứng đầu trong tứ bất tử của người dân Việt Nam làm thành hoàng làng Đến đời vua tự Đức thứ 12 năm 1859, đình được mở rộng và giữ nguyên trạng kiến trúc từ khi đó đến ngày nay. Theo quan niệm của dân làng, đình mông phủ đặt trên đầu rồng mà hai chiếc giếng cổ ở hai bên chính là hai con mắt. Sân đình đào thấp hơn so với mặt bằng xung quanh. Khi mưa xuống, nước từ ba phía ảo ạt đổ vào, sau đó thoát ra theo hai cống nhỏ chạy dọc theo nách đình như hai chiếc dâu rồng bao quanh đình là một hệ thống hàng rào xây dựng bằng đá ong, loại đá đặc trưng trong việc xây dựng các công trình kiến trúc tại khu vực này. Hàng rào đá ong này đã mang lại cho ngôi đình một nét trầm mặc cổ kính, một đất đẹp không giống bất cứ ngôi đình nào trên đất nước Việt Nam. Đình Mông Phụ không chỉ có một ý nghĩa tinh thần to lớn đối với con người của mảnh đất này, mà nó còn có một giá trị sâu sắc đối với mỗi người dân Việt Nam yêu quý những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Đà Nẵng xảy ra xô sát ở nhà tổ trưởng liên quan đến tiền trợ cấp COVID-19. Thưa quý vị, theo tin từ báo Tuổi Trẻ, vào trưa ngày 7 tháng 11, lãnh đạo phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cho biết, công an đang xác minh vụ việc xô sát tại nhà tổ trưởng tổ 67 liên quan đến tiền trợ cấp đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Anh Huỳnh Mạnh Nhân, 25 tuổi, trú tại tổ 67 Hòa Khánh Bắc cho biết, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 11, hai vợ chồng của anh cùng với hai con nhỏ đi đến nhà tổ trưởng để hỏi về khoản tiền hỗ trợ 500.000 đồng mà gia đình của anh chưa nhận được. Tổ trưởng nói bổ sung nhưng lại quên. Anh nhân kể lại, tôi hỏi thì bác bảo lên phường. Vì thấy bác nói ngang quá nên tôi đã nóng giận, to tiếng. Một người phát tiền ở đó đã đấm vào mặt tôi. Sau đó con trai bác tổ trưởng cùng với người kia lao vào đánh tôi. Cả vợ tôi bồng con nhỏ vào can ngăn cũng bị đánh. Tôi lao ra đường cầm cục gạch nhưng không đánh ai hết. Tôi nghe tổ trưởng gọi giang hồ đến và sau đó có hai thanh niên lạm mặt chạy đến đánh tới tấp vợ chồng tôi. Sau vụ việc, hai vợ chồng của anh bị bầm tím nhiều chỗ trên người. Anh nhân cho biết hai vợ chồng quê ở Quảng Nam ra Đà Nẵng ở trọ. Anh làm lao động tự do suốt 3 tháng dịch mất việc. Vợ ở nhà chăm hai đứa con nhỏ. Ông Phạm Bốn, tổ trưởng tổ dân phố số 67, phường Hòa Khánh Bắc cho biết khi tổ đến xác minh lập danh sách người ở trọ thì phòng anh nhân không có người, không có chủ trọ không ai thông báo gì nên cứ nghĩ về quê, không có tên trong danh sách. Sau đó vợ anh nhân có cung cấp tên tuổi để bổ sung, nhưng đợt một ông quên, nói bổ sung đợt sau. Tôi nói, vẫn chưa hài lòng thì mời anh lên phường. Vì anh nhân to tiếng đập bàn, chỉ mặt nói tôi ăn chặn số tiền hỗ trợ đó với nhiều lời lẽ nặng nề, nên anh Phạm Văn Tâm, tổ phó tổ an ninh đã không kiềm chế được có đánh anh nhân một tát, chứ không có chuyện cả nhà lao vào đánh anh nhân như anh đang tin trên mạng xã hội. Ông Bốn nói. Về việc gọi Giang Hồ đến hành hung như phía anh nhân khẳng định, ông Bốn cho biết lúc thấy anh nhân chạy ra cầm gạch với chai thủy tinh vào, ông gọi công an phường và mọi người giữ xe lại không cho anh nhân về, đợi công an đến xử lý. Còn những người đánh anh nhân, theo ông Bốn, là những người dân ở trọ xung quanh thấy anh này gây chuyện ở điểm phát tiền nên đã bức xúc, lao đến đánh, chứ không hề có giang hồ nào như anh nhân nói. Trao đổi với báo tuổi trẻ online, ông Phan Văn Đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Bắc cho biết, phường đã nắm vụ việc và công an đang xử lý. Trong tối ngày 6 tháng 11, cơ quan chức năng đã mời cả hai bên lên tường trình sự việc. Hiện việc cấp phát khoản tiền hỗ trợ 500.000 đồng trên một hộ vẫn đang được các địa phương triển khai. Trong năm 2021, những hộ dân người thuê trọ nào ở Đà Nẵng cũng đều được nhận khoản tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Hội Thánh Chuyên Giáo Phục Hưng bị công an triệu tập lần thứ tư. Kính thưa quý vị, bà Võ Xuân Loan, người đại diện của Hội Thánh Chuyên Giáo Phục Hưng cho biết, bà đã nhận giấy mời triệu tập lần thứ tư vào ngày 8 tháng 11 năm 2021 của công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung ghi là để điều tra làm rõ vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người phát hiện ngày 26 tháng 5. Tuy nhiên, bà Võ Xuân Loan đã từ chối tiếp nhận cuộc gặp. Theo nhạc sĩ blogger Tuấn Khanh, có vẻ như phía công an quận Gò Vấp vẫn giáo diết muốn tìm một hình ảnh nào đó nhằm giải thích chuyện dịch bệnh đã diễn ra sau đợt nghỉ lễ rầm rộ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Từ Gò Vấp, Sài Gòn, bà Võ Xuân Loan đã dành ít phút với ông Tuấn Khanh để tâm tình về câu chuyện lây lan dịch bệnh này. Bà Võ Xuân Loan nói, như đã biết, chúng tôi bị nhiễm Covid vào cuối tháng 5, thì vào ngày 29 tháng 5 đã có lệnh khởi tố được công bố trên tất cả các báo chí nhưng chúng tôi lại không nhận được văn bản nào rằng hội thánh chúng tôi bị điều tra ra và khởi tố hình sự. Chuyện này ảnh hưởng đến cả hội thánh và cộng đồng dân Chúa khắp nơi. Có khoảng 2 3 người có giấy triệu tập để điều tra, có người thì bị triệu tập một lần, có người hai lần, riêng tôi thì đến nay đã 4 lần. Khi được blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh hỏi, cô có thể nói qua về nội dung của các cuộc thẩm vấn đó, thực chất họ muốn xác định điều gì? Bà Võ Xuân Loan cho biết phía công an muốn tìm hiểu xem là ngày 29 tháng 4, tôi về từ Hà Nội có nhiễm bệnh chưa. Nhưng điều đáng nói là vào thời gian đó, Hà Nội không có bất kỳ cảnh báo nào về ổ dịch hay phát dịch cả. Qua đến ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 thì cả nước cùng nhau hội hè vui chơi. Công an hỏi tôi là sao về thành phố mà không khai báo y tế. Nhưng rõ là chuyện khai báo, tôi đã làm ngoài phi trường như mọi người, cả hai phi trường đi và đến. Sau đó họ xoáy vào chuyện tôi có giữ 5K trong sinh hoạt tôn giáo hay không. Họ tới tận nhà tôi để lấy thước đo xem mọi người có đủ khoảng cách hay không. Tôi phát khẩu trang cho mọi tín hữu nhưng không thể kiểm soát hết lúc nào có người bỏ ra hay không. Riêng tôi khi giảng thì không đeo khẩu trang do đã giữ khoảng cách. Phần hội thánh thì những gì chính phủ ban hành về số người sinh hoạt tín ngưỡng, chúng tôi tuân thủ. Nhưng khi tôi đang nằm bệnh viện, rất nhiều bài báo lại viết rằng tôi không chịu tuân thủ các nguyên tắc chống dịch. Nhưng họ chưa hề gặp tôi, chưa hề gặp các tín hữu của tôi, cũng như chưa từng đến hội thánh. Vậy sao họ lại có kết luận chắc chắn như vậy? Tôi đã đọc và vô cùng ngạc nhiên về các mô tả như thật của họ. Lúc đó tôi khao khát được gặp một nhà báo chân chính để được nói tiếng nói của người trong cuộc. Có chuyện này, hôm nay tôi mới kể là lúc tôi đang mong mỏi được gặp một nhà báo nào đó để nghe tôi kể lại cho đúng chuyện của người trong cuộc thì có một phóng viên trong nước gọi tôi ngay khi tôi đang ở bệnh viện nhiệt đới và hỏi lại những điều mà toàn bộ truyền thông nhà nước bên ngoài đang nói về tôi. Tôi rất mừng và kể lại hết mọi thứ. Phóng viên ấy sau khi nghe hết chuyện nói rằng sẽ viết lại sự thật này và gửi cho tôi xem lại trước khi đăng. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, người phóng viên ấy đã gọi lại cho tôi với lời xin lỗi, ngại ngùng nói rằng bài viết cải chính ấy không được phép đăng. Tôi cũng buồn nhưng thông cảm và cũng từ đó, tôi đã hiểu là tôi và hội thánh đang ở trong tình huống như thế nào. Tôi thấy mình lạc lõng giữa các lời kết tội và sự giận dữ đổ lên chúng tôi. Chưa bao giờ tôi mong mỏi về sự công chính trong truyền thông như hiện nay. Khi được hỏi về các trường hợp lây nhiễm được gọi là lưng danh ở Việt Nam trong đại dịch, chẳng hạn như năm 2020 đã có nữ bệnh nhân thường dân số 17 lây nhiễm khiến cả Hà Nội phải giãn cách, rồi bệnh nhân số 21 được biết là ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã đi khắp nơi, được báo chí xác định là lây nhiễm cho hàng trăm người. Nhưng rõ ràng là họ được xem là bệnh nhân và được tránh né gọi tên, và còn có báo chí viết như tạo thông cảm. Về phần mình đối chiếu với những điều đó, cô có suy nghĩ gì? Bà Võ Xuân Loan trả lời, tôi chỉ nói là cảm thấy buồn, với tư cách là một người giảng đạo, Tôi có thể bước qua những đau thương vì Chúa cũng đã từng bị như vậy, nhưng là con người thì cũng bàng hoàng, khi sau một đêm, chúng tôi thấy mình bị treo lên giữa chợ với những sự tấn công khó hiểu. Tất cả mọi bệnh nhân Covid-19 trước chúng tôi đều được gọi bằng số, nhưng đến chúng tôi thì được chỉ rõ bằng tên, bằng hình ảnh, bằng địa chỉ nhà, số điện thoại và cả cuộc đời riêng. Những ngày trên giường bệnh, tôi nghe nhiều người gọi vào thóa mạ, phỉ báng, thậm chí đòi giết dĩ nhiên đó là bất công theo đó bà loan nói thêm những trường hợp mà anh nêu chúng tôi cũng biết nên càng thấu hiểu sự bất công và hoàn cảnh mà mình được chọn cho câu chuyện đại dịch này chúng tôi xin sự tha thứ của chúa cho những ai gây bách hại cho chúng tôi những bài học về oan khiên chúng tôi đã được học từ chúa và chúng tôi chỉ là những con người bình thường không có khả năng kháng cự nếu như chúng tôi cũng bị đưa đi bị phán xử thì noi gương Chúa, chúng tôi sẽ trở nên như con chiên bị đưa đến hàng làm thịt. Nhưng về phương diện công dân, sống trong một đất nước có luật pháp thì điều làm chúng tôi lo lắng rằng chuyện trái ngang như vậy đến với chúng tôi thì bất kỳ ai trong xã hội cũng đều có thể là nạn nhân cả. Nhưng có những ý kiến nói rằng có vẻ như thư xin lỗi của cô đưa ra giữa sự kiện ồn ào đó làm đậm thêm suy nghĩ là cô và các tiến hữu đã chịu tội là tác nhân lây nhiễm về điều này bà võ xuân loan cho biết với tư cách là một người sống với văn hóa của miền nam việt nam từ lâu đời tôi muốn nói rõ là lời nói xin lỗi của người miền nam mang ý nghĩa bao hàm ý thức được về bối cảnh phiền hà và xin lỗi nhưng cũng mang một ý nghĩa khác là khi nói vậy không hẳn người ta có lỗi chắc chắn anh cũng biết điều này xin lỗi là một cách trọng thị với người đối diện chung quanh về những ồn ào làm xáo động đời sống mà có tên mình trong đó Tôi xin lỗi vì những phiền nhiễu đó ảnh hưởng đến rất nhiều người Việt Nam thương yêu của chúng tôi. Khi blogger, nhạc sĩ Tuấn Khanh hỏi, trong các lần thẩm vấn, phía công an đã nói gì về chuyện các ngày lễ 30 tháng 4 rồi ngày 1 tháng 5 đã chen chúc hàng triệu người vui chơi kể đến là đợt bầu cử 23 tháng 5, làm căn cước công dân thâu đêm suốt sáng mà không có sự giãn cách nào. Bà Võ Xuân Loan trả lời, anh nghĩ rằng chúng tôi nói được sao? Chồng tôi cũng nói về những điều này, nhưng họ chỉ im lặng nghe như cho có. Khi chồng tôi nói xong, họ lập tức quay lại các câu hỏi đặt sẵn của họ để buộc chúng tôi trả lời. Mà theo tôi nhận thấy, thì mọi thứ chỉ tập trung khép dần chúng tôi về một tội danh. Về phía bảo vệ lợi ích của mình trước luật pháp, cô và hội thánh đã chọn được người đại diện pháp lý cho mình chưa? Bà Loan trả lời, chúng tôi không tin nhiều vào kết quả tốt đẹp, đặc biệt là khi nhìn lại các tình huống được đẩy lên kỳ lạ như vậy nhưng luật sư vẫn là người đồng hành cần thiết để nhắc về những yếu tố luật pháp mà chúng tôi không rành rẽ. Hiện nay chúng tôi đã mời luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Thị Hà Thanh để đại diện cho chúng tôi. Tôi đã sống qua 46 năm với nhiều diễn biến mà báo chí nhà nước đã đưa tin về các vụ án, các phiên tòa, nên lúc này có thể nói là tôi luôn luôn chuẩn bị cho mình một tư thế sẵn sàng trước các tình huống xấu nhất. Khi được hỏi điều muốn nói của cô là gì lúc này Bà Võ Xuân Loan cho biết, nếu chúng tôi thật sự là người có tội, chúng tôi không ngại nhìn nhận, vì đơn giản là chúng tôi sống với đức tin của mình và không thể nói dối, nhưng nếu chúng tôi không có tội mà vẫn bị áp đặt tội, thì tôi thật sự ái ngại cho rất nhiều hội thánh tư gia giống như chúng tôi, nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ phải gặp khó khăn trong tương lai. Riêng chúng tôi sẽ tiếp tục sống với đức tin chịu khổ giống như Chúa, chuyện còn lại xin để cho lịch sử phán xét. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 8 tháng 11 của DGN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.